Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 8, lực lượng cảnh sát tuần tra, cảnh sát 113 công an tỉnh Cà Mau kết hợp cùng công an xã Khánh An, huyện U Minh đã chia làm nhiều hướng bao vây phần đất phía sau nhà vườn của một hộ dân ấp 4, xã Khánh An, phát hiện nhiều thanh niên đang say sưa đá gà ăn tiền. Phát hiện công an, các đối tượng liền tháo chạy ra nhiều ngã, thậm chí là cả lội sông nhưng cũng bị tóm gọn. Đã có 7 đối tượng bị tạm giữ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 5 con gà, 2 cặp cửa, 1 cân đồng hồ và một số tang vật khác. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận Lê Văn Kiên sinh năm 1983, ngụ tại địa phương, là người đứng ra tổ chức tụ điểm đá gà trên. Sân gà được tổ chức trong khu vườn rộng, lại tiếp giáp với bờ sông nên có nhiều ngã thoát. Được biết các đối tượng sẽ bị xử lý về hành vi tham gia tệ nạn và vi phạm chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.